tiếp theo những cái chia sẻ của mình á, thì hôm nay em chia sẻ cách làm trà sữa khoai môn nha mọi người. Cái này gọi là học gì chia sẻ đó nha mọi người. Thì mọi người làm tùy theo cái khẩu vị của mình thì mình có thể mình gia giảm. Đây là công thức em học nha. Thì công thức em sẽ ghi lên màn hình mọi người xem và ghi lại nha. Thì cái khoai này mình sẽ sử dụng là khoai lang tím và khoai môn nha mọi người. Khoai lang tím và khoai môn mình sẽ hấp. Mình hấp cho chín, sau đó thì mình sẽ đem đi xay. Mình cho vô cối mình xay nha mọi người. Mình cho khoai lang tím, khoai môn, còn cái phần sữa tươi rít lùng với nước á, thì mình cho luôn chung cũng được. Mình xay chung hoặc là mình để mình cho xíu mình xay rồi hồi mình dầm cũng được nha mọi người, cách nào cũng được hết. Đó thì đây là cái trong cái hỗn hợp trong cái ly này gồm có là nước lọc nè, sữa tươi và rít lùng nha. Mình sẽ cho vô cái sốt, vô cái khoai lang và khoai môn mình xay ra nha mọi người. Mình thích ăn cái sốt nó có sật sật thì mình xay vừa, còn mình thích nhuyễn thì mình xay nhuyễn nha mọi người. Đó, sau khi mà mình xay ra nè, cái cối của em nó hơi nhỏ nên em sẽ xớt ra một xíu sữa tươi ra và em chừa lại, em chỉ cho một ít vô em xay thôi nha mọi người. Đó, mình thích nhuyễn thì mình xay nhuyễn, còn thích ăn có lợn cợn á, thì mình xay lợn cợn thôi, không cần phải xay nhuyễn cũng được nữa nha. Đó, cái cối nhỏ em nãy em xớt cái sữa tươi ra, bây giờ em chế lại nè. Đó thì bây giờ thì mình sẽ đảo nha mọi người. Mình đảo cho nó cái hỗn hợp này nó sệt sệt lại và nó đều. Đó thì đây là cái công thức làm cái nước sốt nè. Cái công thức này thì mình bảo quản trong tủ mát nha mọi người. Nếu như mà mình kinh doanh á thì mình chia phần ra. Ví dụ như hôm nay mình bán được một phần 500 gram thì mình chia ra, chứ mình đừng có để chung mình múc rồi mình bán không hết á, mình để hôm sau á mình múc lại á thì nó sẽ bị chua nha mọi người. Hôm nào thì mình bán hôm nào mình chia ra phần hôm đó nha, không có dồn lại thì nó sẽ bị hơi bị chua á. Công thức sốt này nếu mà mình làm mình chia phần ra mình để được một tuần luôn nha mọi người. Đó, cái sốt mà sau khi mà mình đảo đều rồi nè, đó nhìn rất là ngon luôn á mọi người. Và cái công thức này cũng làm mình kinh doanh cũng khá là ổn luôn nha mọi người. Đó, mình cứ đảo đều, khi nào mà mình cảm thấy nó đều lại, cái sốt của mình nó sệt sệt lại là được nha. Thì tiếp theo là mình sẽ đi ủ trà nha mọi người. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là trà ô long và nước sôi. Nước sôi mình nấu, mình nấu sôi rồi mình tắt lửa, mình để khoảng 1 phút ha mọi người. Mình xả ra khoảng 1 phút cho cái nước nó nguội bớt, rồi mình mới cho vô cái ấm và mình cho trà vô mình. Tiếp theo là mình sẽ đi nấu nước đường nha mọi người. Mình sẽ sử dụng nước sôi, mình dùng 200g đường và 100g nước. Rồi mình sẽ đi nấu mình không cần nấu nha mọi người. Cái nước đường này thì mình không cần nấu. Mình dùng cái nước sôi và mình bỏ đường vô thôi, rồi mình quà. Mình dùng cái que, cái đũa, cái muỗng gì cũng được hết. Và mình quậy cho nó tan đường ra là được nha mọi người. Thì đó là cái công thức nước đường. Và công thức nước đường này mình có thể là mình dùng để khi mình bán trà sữa đó mọi người. Thí dụ khách muốn uống đậm đà hơn thì mình có thể mình dùng cái nước đường này mình cho thêm nha. Hoặc là cái mình bán ly trà sữa mà có đá đó thì mình cũng cho thêm đường cũng được nha mọi người. Tùy theo cái độ thích của khách hàng là ngọt hay nhạt thôi. Và sau khi pha nước đường xong á, thì mình sẽ pha bột sữa nha. Thì công thức em ghim lên màn hình. Và cái bột khoai môn này á, thì mình dùng bột khoai môn ngon thì cho ra cái trà sữa ngon nha mọi người. Mình cho bột khoai môn nè, bột sữa nè, rồi nước sôi nè. Mình sẽ cho vô và mình đánh ra cho nó tan bột hết nha mọi người. Rồi mình cho 200ml nước đường mà mình vừa pha đó. Mình đông là 200ml mình cho vô luôn nha mọi người. Mình pha bột sữa nè, nước sôi nè, rồi cái nước đường nè. Đó, rồi cái bột khoai môn nè, mình quậy
cho tan hết luôn nha mọi người. Mình nhớ mình dùng cái phới lòng á, khi pha trà sữa mình dùng cái phới lòng đó mình đánh để cho cái bột của mình á nó tan ra thì trà sữa nó mới ngon nha mọi người. Đó thì mình sẽ khuấy, khuấy khi nào tan là được nha. Rồi cái trà mình đã ủ nè. Cái trà sau khi mà mình ủ khoảng 8 phút rồi đó thì mình sẽ lọc ra nha mọi người. Đó, trà ô long mà em đã ủ lúc nãy đó thì trong công thức em có ghi là 400g đá thì nó sẽ sử dụng vô lúc này nha mọi người. Trà sau khi mà mình ủ khoảng 8 phút rồi đó thì mình sẽ lọc ra. Đó, mình lọc qua rây như thế này hoặc là một cái túi lọc trà nha mọi người. Mình dùng túi lọc trà cũng được. Mình sẽ sử dụng 400g đá nè, mình cho vô lúc này và mình quậy cho nó tan đá trong cái trà này ra cho trà của mình nó ngon nha mọi người. Đó, mình sẽ quậy cho tan ra ha. Tan đá hết luôn, phải tan đá hoàn toàn nha mọi người. Sau khi mà đá của mình á, nó tan hết rồi á, thì mình sẽ cho cái cốt sữa lúc nãy mà mình đã quậy ra rồi đó mọi người. Cốt sữa bột là mình lúc nãy mình quậy đó, bây giờ mình cho vô cái hỗn hợp trà này luôn nha. Thì công thức mà em ghi trên này nè, mọi người có thể là mình đông ra. Khi mà mình ủ trà, nhiều khi mà cái mình đông á, cái trà của mình nó không đủ á, thì mình theo cái công thức em ghi lên màn hình á, mình cho trà ô long vô nha. Đó, thì mình sẽ lúc này là trà sữa gần như xong rồi đó mọi người. Đó là đây là cái cách làm mà trà sữa khoai môn ha. Đó, mình sẽ quậy cho đều. Thì trà sữa ngon nhất là khi mà mình ủ lạnh nha mọi người. Sau khi mà mình ủ xong rồi thì mình sẽ cho vô tủ mát mình ủ nha. Và đây là cái công thức mà mình dùng để là mình làm trà sữa đóng chai. Đó, mình đóng chai mình cho vô chai như thế này nè, rồi mình cho vô ngăn mát và mình bán thôi. Thì mình sẽ được bán được tầm 3 ngày nha mọi người. Trà sữa 3 ngày là ngon nhất nha. Không để lâu quá, để lâu quá không có ngon đâu. Đó, mình sẽ cho vô ngăn mát, khách mua bao nhiêu thì mình bán bấy nhiêu thôi, đóng chai như thế này. Hoặc là mình cũng có thể cho ra ly. Thì khi mà cho ra ly á, tại vì mọi người có thêm đá đó, cho nên là mình sẽ sử dụng cái nước đường lúc nãy mà mình pha á, thì mình sẽ cho vô thêm 30ml cái nước đường. Và cái khi mà mình pha trà sữa mà đóng chai mình cũng có cho thêm sốt nha mọi người. Đó, mình cũng cho ví dụ tùy lượng, ví dụ 500 thì mình cho khoảng 30g, 30ml cũng được, mình đông cũng được hoặc là mình cân. Thì lúc này là do mình thôi. Mình tại vì cái khẩu vị của mình như thế nào đó, cho nên là mình cân chỉnh theo cái ý của mình nha mọi người. Thì một ly như thế này mình cho cái sốt khoai môn lên trời, cho thành, cho vào cái những cái thành ly như thế này nè. Rồi mình cho đá, mình cho cái cốt sữa lên. Thì lúc này nếu mà mình cho đá thì mình nên là mình cho thêm 30ml nước đường nữa nha mọi người, để cho nó cái ly của mình nó đậm đà hơn, tại vì có đá đó. Đó, thì em đã hoàn thành xong cái công thức là làm trà sữa khoai môn. Rất là vui khi mà chia sẻ được nhiều cái món, giúp rất là nhiều bạn có thể kinh doanh. Sáng nay em nhận được một cuộc điện thoại của một bạn, không biết là nói chuyện xong mà cũng không dám nhớ là bạn ở đâu, nhưng mà bạn hỏi mình về cách những cái món ăn mà mình chia sẻ, những cái clip mà mình chia sẻ với mọi người trên YouTube của mình á, thì được bạn làm theo và bạn kinh doanh cũng rất là tốt. Thật sự luôn, khi mà nghe như vậy á, cảm giác của em rất là vui luôn đó mọi người. Giống như là mình đã giúp được một phần nào đó, giúp được người nào đó là em cảm thấy vui rồi. Thì mình có thể mình vào nhóm nè, mình vào nhóm chia sẻ công thức chè và các loại món ăn miễn phí mà em ghi lên đây nè. Thì trong nhóm em thường đăng bài và chia sẻ hoặc là trả lời những cái comment mà mọi người có thể hỏi em. Đó, đây là nhóm của em nha. Đó, thì mọi người có thể vào đây và mình cùng giao lưu, hoặc mình vào cái Facebook Ngọc Khánh của em và nhấn theo dõi để mà nhắn tin, em có thể trả lời nha mọi người. Rất là vui luôn. Thật sự khi mà chia sẻ, mọi người làm được, mọi người kinh doanh tốt. Và những cái chia sẻ của em là nền tảng giúp mọi người có thể làm được thì rất là vui luôn. Cảm ơn mọi người yêu thương em thì nhớ đăng ký kênh nè, nhấn like và share cái kênh của em cho nhiều bạn biết mình
Coi như một nút like, một nút share cũng đã giúp được một phần nào đó cho những người khác rồi đó mọi người. Cảm ơn rất là nhiều.